Hello, xin chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là một ngày trời mưa. Đang tranh thủ thời gian và đi chợ. Trời rất là mưa nên là mình sẽ quyết định đi bộ. Sẽ đi mua một ít thịt về để chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay. Xem giờ ra chợ thì cũng khá là muộn, không biết còn gì ăn không. Nhà tôi thì rất là gần chợ các bạn nhé, đi bộ cũng thể tới. Đường buổi tối rồi nhưng mà cũng khá là đông, rất là đông. Gần Vinmark. Này có đám cưới đây rồi. Chẳng lẽ này vào ăn cùng nhau vui. Đỡ phải nấu cơm. Ở quanh đây có khá nhiều nhà trọ nhé bạn nhé. Cả gia đình ở ngôi nhà rất là mình. Trời mưa hơi bay thì các bạn có thể cảm giác được cái trận mưa xuân. Rất đông đám cưới phía trên này thì đám dạp nháp này sẽ rất là vui, đông vui. Bên này là sân cầu lông các bạn ạ. Vào đây ngó một chút. Đây là chợ rồi, vẫn còn khá là đông. Hôm nay hàng đồ thức ăn chín, thức ăn sẵn thì thường thường nó bày ở ngoài này, nhưng mà mưa này chắc là các hàng ấy đã nghỉ rồi. Đây. Hàng ấy chắc hay đã nghỉ rồi, còn vài hàng nữa thôi. Tôi sẽ đi vòng vòng qua bên hàng thịt. Bên này là đồ ăn chín này, đồ ăn sẵn, hoa quả. Mời quá. Vâng, nó chờ đấy. Em xác nhận được chưa? Đây không phải tài khoản này. Khá là nhiều. Thì mình vừa đi mua được một ít dưới lợn để luộc. Ôi chú anh chị này mà rất là nhiệt tình, cũng gọi là mình ngay mình chờ ăn thịt mà là không ăn rau. Xong hơi suy nghĩ tôi quyết định quay lại và mua ít dưa chua để ăn kèm. Ít dưa chua nữa. Này, thành quả của việc đi chợ về thì tôi có một túi dưa chua và một túi lưỡi lợn đây. Tôi sẽ bỏ dưa chua vào một cái bát tô để tránh nước bị chảy ra ngoài. Này, bỏ vào trong đây. Lúc ăn chỉ cần việc mở miệng túi ra thôi. Còn thịt lợn sẽ đem đi rửa. Lưỡi lợn sẽ đem đi rửa qua trước. Trước tiên là chúng tôi sẽ đun nước sôi lên.
đun nước sôi và trần qua cái lưỡi để loại bỏ những cái cạo những thừa của lưỡi ra. Đây, chúng ta đun nước sôi, đun nước sôi và trần qua lưỡi. Và trước tiên thì chúng ta sẽ bắc một nồi nước và để đun sôi, để chút nữa chúng ta sẽ trần đấy các nhá, trần lưỡi, trần qua lưỡi và sau đó mới luộc. Trong thời gian này tận dụng là để dọn cái bếp. Sẽ dọn dẹp bếp một chút, nước cũng sắp sôi rồi, lăn tăn rồi, phải để nước sôi già các bạn nhé. Đây, thịt chúng ta, lưỡi lợn chúng ta sẽ cắt và để thành tách tách biệt này, lưỡi rất là to đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trần lột cái lớp ngoài này đi. Trong vậy là món lột này cũng phải biết lấy luộc không phải rất là hôi. Sôi đang reo rồi. Trong lúc chờ đợi nó sẽ cắn chút cơm. Chuẩn có nước sôi bạn nhé, tắt bếp đi. Các bạn có thể nhìn rõ cái những cái mạch này.
Cảm ơn. Chúng ta sẽ tạo bỏ lớp ngoài đi các bạn nhé. Đây là lớp lượng trực tiếp ăn uống vào. Chúng ta sẽ bỏ lại bỏ lớp này đi. Chắc là thêm một lần nước các bạn. Nào, bạn này tôi xin phép làm sạch lưỡi khá là lâu, thì tôi xin phép tạm dừng video tại đây để chuẩn bị.